Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì trong gần vài tháng nay, lý do mình không ra video cũng vì điện thoại mình yếu quá, với việc quay cũng rất khó vì đôi lúc điện thoại mình lag tới việc bị văn ứng dụng luôn mà, cho nên tới bây giờ mình mới có thể ra thêm về OTG. Ok, các bạn cũng thắc mắc tại sao lý do tôi không nói trong video này, thì cái lớn nhất ở đây là điện thoại của tôi nó thu âm cực kém luôn các bạn. Với việc bây giờ là buổi đêm và nếu mình nói lớn quá và có thể ảnh hưởng tới mẹ mình thì có thể ăn đấm bất cứ lúc nào. Rồi không luyên khuyên dài vòng nữa thì trong hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về OTG nha. Trên bàn mình đây hiện tại là có hai cái OTG, thì lúc này mình sẽ giải thích hai cái này được gọi là cái gì nha, cũng để cho các bạn mới bắt đầu chơi OTG. Thì bên góc màn hình ở tay trái của mình cái này được gọi cổng OTG Hub nha. Thì cái này có một số các bạn không biết thì cái này trong năm nay sử dụng cổng này để chơi Roblox thì nó sẽ có rất nhiều lỗi, mà đa số có một số bạn nghĩ rằng do điện thoại mình nó bị lỗi. Và điều đó là không, vì cái lỗi nó xuất phát từ chính con game mình đang chơi, vì cái này nó được làm ra để giúp kết nối các thiết bị dễ hơn nên nó sẽ không có hỗ trợ nhiều về mặt gaming, nhưng một số tựa game sẽ có hỗ trợ nhưng nó rất ít. Nên việc cách bạn mua về để chơi game, mình khuyên thật là không nha, nhưng mua về để giúp kết nối các thiết bị khác hay dùng chuyển file thì mình nghĩ là được. Rồi cái thứ hai bên góc bên phải của màn hình thì cái này không phải gọi là OTG nha, mà cái này nó được gọi là bộ chuyển đổi, tuy nhiên cái bộ này giá tiền nó sẽ cao hơn gấp 2 đến 3 lần cái cổng OTG Hub kia. Nhưng bộ này nhược điểm lớn nhất là phải dùng một nguồn điện khác để cấp cho nó nha. Chứ nó không giống như cái cổng OTG Hub kia chỉ việc cắm vào điện thoại thì có thể chơi được. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cắp đúng dòng điện mà sẽ giúp cái bộ này chơi sẽ được lâu dài. Thì như trên cái tấm thẻ của bộ chuyển đổi thì nhà sản xuất họ có để dòng điện ổn định nhất mà chúng ta có thể sử dụng, thì trên tấm thẻ có để là nguồn điện vào là 5V và 2A đây, và đây là dòng điện mà nhà sản xuất họ khuyên dùng, và nếu dòng điện cao quá có thể ảnh hưởng tới bộ chuyển đổi sẽ gây hư hỏng thiết bị bên trong. Ở trên tay mình có một củ sạc dự phòng dung lượng là 10.000, thì mình không nói dung lượng là bao nhiêu vì mình chỉ cần quan tâm đến là nguồn ra vào. Ở đây nhà sản xuất họ có để là 5V và 2A, và đây là dòng điện hợp lý mình có thể cấp vào bộ chuyển đổi. Nhưng nếu các bạn không có cũng không sao, mình có thể dùng củ sạc điện thoại micro để dùng làm bộ nguồn cho bộ chuyển đổi này cũng được, nhưng phải để ý đến nguồn điện vào là bao nhiêu. Thì như cái cụ sạc này có đề cập là 5V và 1,5 hay gọi là 1,5 đó, thì đây cũng là dòng điện cũng nằm trong dòng điện ổn định cho bộ chuyển đổi này. Nhưng cái lớn nhất là các bạn không nên sử dụng với dòng điện cao quá sẽ ảnh hưởng rất lớn với bộ chuyển đổi này nha. Rồi khi các bạn đã kết nối hết vào thì khi cắm bàn phím và con chuột vào rồi thì cái trên bộ chuyển đổi nó có một cái đèn nó sẽ chớp chớp, thì tới lúc này, theo như cái tấm thẻ này có để một cái mã QR code của app hay bên góc dưới cùng nhà sản xuất có để tên app, thì lúc này mình vào CH Play gõ đúng với từ khóa đó thì, và sau đó mình sẽ tải nó về máy mình. Sau khi đã cài đặt thành công thì tiếp tục sau đó mình sẽ bật Bluetooth kết nối với bộ chuyển đổi game. Sau khi đã kết nối thành công với bộ chuyển đổi này thì tiếp tục sau đó mình sẽ bấm vào Add, mình sẽ thêm Roblox vào nha. Tiếp tục mình sẽ cấp quyền cho ứng dụng.
sau khi đã cấp quyền cho ứng dụng xong thì mình sẽ tiếp tục nhấn vào và nó sẽ di chuyển mình vào game. Tới lúc này mình sẽ nhấn vào một tựa game bất kỳ. Later. Khi đã vào game thành công thì trong lúc này bên góc trên bên trái có một cái menu của app Geek Gamer thì tới bước này mình sẽ tiếp tục mép phím cho game hãy cùng làm theo mình. Sau đó các bạn nhấn vào menu app Geek Gamer, chọn Select có hình dấu mũi tên quay xuống, tiếp tục sau đó nhấn vào Mi Config, nhấn chọn Add Config, ở trên màn hình sẽ xuất hiện bản cài đặt nhấn vào Add Key, sau đó trên bàn phím của mình hãy nhấn W và J là mình đang cài di chuyển nha, sau đó nhấn xuống WASD nhấn vào Confirm rồi nhấn Edit Key để chỉnh độ lớn hoặc nhỏ. Tiếp tục sau đó tới nút nhảy thì mình sẽ nhấn S key rồi nhấn cách trên bàn phím. Tương tự như vậy tới chuột thì mình sẽ nhấn S key click trái rồi tiếp theo đó là bên phải. Rồi tới lượt xoay màn hình là hãy nhấc vào S key, sau đó hãy lắc nhẹ con chuột thì nó sẽ ra nút xoay chuột. Rồi khi mép phím đã thành công, tới bước cuối là hãy vào menu Roblox kéo xuống và kéo tầm 2 đến 3 vạch tùy theo máy bạn, vì khi kéo cái này lên chuột của bạn mới có thể xoay được.